hẳn bạn đã nghe rất nhiều lần câu nói sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng có thể có một số sự thật thú vị về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ mà không phải ai cũng biết. 1. Sữa mẹ đánh thức bé dậy. Sữa mẹ có tác dụng rất giống với một tách cà phê, đánh thức em bé của bạn dậy khỏi giấc ngủ đêm. Theo một nghiên cứu được công bố trong tạp chí khoa học dinh dưỡng ở Anh, trong suốt thời gian 24 giờ, sữa mẹ thay đổi thành phần nucleotide của nó và có ảnh hưởng đến sự buồn ngủ của em bé. Việc bú sữa 2 lần trong ngày sẽ giúp bé tỉnh táo. Hãy nhớ cho bé bú đủ cữ sữa ban ngày trong thời gian trong ngày, còn nếu cho con bú sữa sáng vào ban đêm, bạn có thể thấy bé tỉnh như sáo vào lúc 2 giờ sáng. 2. Bảo vệ con gái bạn khỏi ung thư vú. Bạn có thể đã nghe nói rằng việc cho con bú làm giảm nguy cơ bị ung thư vú và đó chính là công dụng tuyệt vời của sữa mẹ. Thật vậy, thông tin chính xác đó là sữa mẹ bảo vệ con gái yêu của các bạn giảm nguy cơ mắc ung thư vú đến 25%. 3. Tăng IQ cho bé. Một loạt các nghiên cứu đã chứng minh rằng những trẻ được bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn những trẻ không bú sữa mẹ. Trên thực tế, một nghiên cứu phát hiện việc cho con bú kéo dài hơn 6 tháng sẽ nâng chỉ số IQ của bé lên đến 3,8 điểm so với mức trung bình. Một số tranh luận đã nổ ra và kết quả này cho rằng nguyên nhân có thể là do bà mẹ cho con bú thường góp vốn và thu nhập cao hơn. Còn một số khác lại cho rằng sữa mẹ có thể có các axit béo, thành phần tác động tới sự phát triển của bộ não. 4. Giảm sốt cho bé sau tiêm chủng. Nghe tiếng bé khóc thét khi tiêm chủng đã đủ tệ rồi, đã vậy tiêm chủng thường kéo theo sau nó là một cơn sốt. Thế nhưng, chính trẻ bú sữa mẹ sẽ giúp giảm được một nửa nguy cơ sốt sau tiêm chủng so với những trẻ không bú. Các nhà nghiên cứu đưa ra giải thuyết rằng một số thành phần trong sữa mẹ có thể giúp giảm sưng tại chỗ. 5. Tăng cường sức khỏe cho bé. Rất nhiều trẻ em đang phải đối mặt với việc béo phì và trước khi bạn có thể tránh xa con khỏi những thức ăn nhanh khi bé lớn, bạn có thể cho con bú sữa mẹ để đạt được những mục tiêu tương tự. Một nghiên cứu nhận thấy rằng chỉ 2,8% trẻ bú sữa mẹ bị béo phì khi còn nhỏ, so với gần gấp đôi 4,5% với trẻ bú bình. Nguyên nhân trước tiên, sữa mẹ là thức ăn hoàn toàn cân bằng với số lượng vừa phải, các chất béo cùng năng lượng. Thứ hai, bú từ bình chảy nhanh sẽ không ngăn trẻ điều chỉnh được lượng nuốt vào. Kết quả là các bé sẽ có xu hướng ăn quá nhiều. Trong khi đó, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ chỉ ăn với lượng bé muốn, khi bé muốn và như vậy là vừa phải. 6. Giúp trẻ ngủ ngon. Các nhà nghiên cứu đã nhận định rằng sữa mẹ vào ban đêm có lượng melatonin, một loại hóa chất được cơ thể tiết ra vào ban đêm nhằm đưa ta vào giấc ngủ cao nhất trong ngày. Vấn đề ở đây là trẻ sơ sinh lúc này chưa có chu kỳ sản xuất melatonin như người lớn. Vì vậy, sữa mẹ giúp trẻ hoạt động theo thời gian biểu, ngày thức giấc, ban đêm đi ngủ. 7. Sữa mẹ đắt hơn dầu mỏ. Không phải tự nhiên sữa mẹ được gọi là vàng lỏng. Nếu mua từ ngân hàng sữa, chi phí sữa mẹ vào khoảng 4 đô cho mỗi 30ml, giá tương đương gần gấp 200 lần so với giá dầu thô. Rõ ràng sữa mẹ là rất cần thiết đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ khi mới sinh. Vì vậy, hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ hãy cố gắng để bé có cơ hội được nuôi lớn bằng dòng sữa mẹ ngọt ngào và dinh dưỡng nhé!